Thời tiết đang diễn biến bất thường, gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tại Sapa, nắng nóng kéo dài, nguồn nước cạn kiệt, khiến cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao của nhiều hộ dân bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề. Nuôi cá hồi hơn 10 năm nay, nhưng chưa bao giờ anh Trảo Duẩn Tá lại gặp khó khăn như vậy. Nguồn nước suy kiệt, thiếu nước vào bể dẫn đến tình trạng thiếu oxy, cá chết dần mỗi ngày. Nhìn bể cá hơn 2.000 con đang dần bị hao hụt, mà anh Tá khó có thể làm được gì. Bắt 3.000 về cũng là bị chết hết. Xong tiếp tục nữa là bắt 2.000 nữa rồi là cũng là nắng kéo dài, nó không có nước lại chết hết rồi. Kinh tế chính bây giờ là vào đây rồi, nếu mà cá chết thì gia đình mất thu nhập hết rồi, chả có gì nữa. Hầu hết các cơ sở nuôi cá nước lạnh tại Sapa phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Một số cơ sở chưa đầu tư hệ thống lọc tuần hoàn hoặc có nguồn nước dự phòng để ứng phó khi hạn hán. Thời tiết nắng nóng cục bộ làm nền nhiệt tại Sapa tăng mạnh, khiến hàng chục hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng, trong đó có những gia đình bị thiệt hại hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 1,5 tấn cá nước lạnh giá trị cao bị chết trong đợt nắng nóng vừa qua. Do nguồn nước là cũng rất là hạn chế, cho nên là nhiều hộ chung nhau một cái nguồn dẫn đến tranh chấp nguồn nước. Và hộ làm trước thì kéo ở dưới, hộ làm sau thì lại nhảy lên đầu nguồn, lại kéo tít trên đầu nguồn. Thế xảy ra rất nhiều vụ việc là tranh chấp và dẫn đến là thiếu nước cung cấp vào các cái bể cá. Cũng khuyến cáo người dân là sẽ với những cái ngày nắng nóng này thì sẽ giảm cái lượng khẩu phần thức ăn của cá khoảng 50-60%, và đồng thời là sẽ tăng cường cái việc mà sục khí cũng như dùng các cái biện pháp để tăng oxy và giữ sạch cái môi trường nước. Trong lúc chờ thời tiết dịu mát và có nguồn nước mưa bổ sung, các cơ quan khuyến ngư và các chuyên gia nuôi cá nước lạnh khuyến cáo người nuôi cá nước lạnh Sapa cần áp dụng ngay biện pháp giảm mật độ nuôi, dùng vải đen che đậy mặt ao hoặc bể nuôi để tán xạ ánh sáng, giảm nhiệt, đồng thời dùng máy bơm để bơm nước tuần hoàn vào ao nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra.